Ok, có con đợi. Hôm nay mới biết thêm được một điều, đó là khi mà súng các bạn bị hỏng đây, nó đã gần hỏng, khi mà nó đã xuống đỏ như này, nó xuống khoảng tầm 30%, nó đã đỏ rồi. Đấy thì nó sẽ khi mà nó bị đỏ thì nó sẽ giảm giảm đam, giảm thời gian nạp đạn, tăng thời gian nạp đạn và giảm gọi là tâm ngắm, tức là tăng độ to tâm ngắm. Đấy, nó sẽ là như nào. Cái tâm ngắm của khẩu Bayern này bình thường nó rất là nhỏ, ngồi xuống là trụng lại hết luôn. Đấy, nhưng bây giờ nó đã bị đỏ, phần trăm nó bị đỏ này thì cái tâm nó sẽ to như khẩu Charlotte. Còn nếu mà khẩu Charlotte, khẩu Charlotte tơn mất kít. Còn nếu mà dùng khẩu Charlotte tơn mất kít thì vào này nó sẽ to bằng, chắc bằng khẩu tâm của khẩu Blunder đấy, kiểu như vậy đó. Còn khẩu Blunder thì đỉnh nào nó to vãi luôn, thấy chưa? Đấy, hiện tại là tâm của Bayern này nó gần bằng tâm của khẩu lục, gần bằng tâm của khẩu lục, thấy chưa? Rồi thì bây giờ để mà khắc phục được cái vấn đề ấy thì chúng ta sẽ phải mua cái Gunroy, phải tìm tới cái thằng Blacksmith này, là mua một cái Gunroy, mua cái Gunroy ở chỗ nào. Đấy, cái dầu súng này kéo luôn, nó có 10 bao thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm tới cái Wood Paradise, Blank Paradise này. Hoặc là tìm tới, hoặc là chế, hoặc là tìm chỗ nào mà có cái bàn này này, cái bàn Woodworking Bench này này đó. Để cho thì ở đây chúng ta có thể sửa súng. Đấy, căn oi này chúng ta sẽ sửa, tiếp tục chúng ta sẽ sửa nốt. Và sau khi lên 100% lại như ban đầu đó, thì cái khẩu súng nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu đó. Thì khi mà khẩu súng nó bị đỏ ấy, thì nó sẽ thời gian lắp đạn sẽ lâu hơn, cái tâm nó sẽ to và gọi là đam nó sẽ giảm các bạn ơi. Mình đam không biết là giảm bao nhiêu nhưng mà hình như là giảm rất là nhiều luôn. Okay. Đam của khẩu này thì bình thường là tám mấy hay sao ấy, khi mà bắn vào đầu hoặc là bảy mấy đó. Thì khi mà bắn khẩu này xong ấy thì chỉ cần bắn một viên lục nữa là một con hươu sẽ chết đó. Nhưng mà bây giờ bắn sau khoảng này bắn khẩu lục thì nó vẫn đéo chết, thậm chí bắn cả bắn cáo. Thì như càng xuống cái độ bền của nó xuống càng thấp thì đam của nó giảm càng nhiều và cái tâm của nó càng ngày càng to ra. Bây giờ thì chắc là sẽ thử thử để bắn một khẩu nào đấy mà xuống tới bao nhiêu, 0% là nó sẽ như thế nào. Ok rồi đấy, bây giờ tâm một khẩu này nó đã, sau khi nó một lên 100% này thì nó đã nhỏ lại rất nhiều đó. Và sau khi ngồi xuống thì nó chết chụp lại như này à, được chưa? Đấy, các bạn ở đây là hình như nó có ba cái vạch ở đây này, ba cái vạch à, ba cái vạch độ bền đấy. Thì nếu mà nó xuống vạch hai vạch, còn hai vạch thì nó sẽ tăng, là nó sẽ gọi là giảm mà hiệu năng đi một chút, còn nếu nó xuống một đấy, thì lại giảm hiệu năng đi một chút nữa. Ok các bạn, đây là tâm của khẩu Bayern khi mà nó xuống vạch, nó xuống một vạch, nó có ba vạch nhá, thì nó xuống một vạch thì hiện tại nó đang là 48% màu vàng, nên nó không phải là màu xanh nữa, thì tâm nó sẽ bị to ra một tí. Đấy. Bình thường nhá, bình thường khi mà phun cây ấy, thì nó tâm của nó sẽ trụ lại bé bé không bé bé xíu à, nhưng bây giờ tâm của nó đã dịch ra một tí. Và nếu mà xuống vạch đến vạch 3 màu đỏ thì tâm nó sẽ to như là lần trước, như là cái video trước, như là cái video các bạn đã xem, tại vì mình sẽ ghép ba cái video này lại với nhau. Ok đó, thấy chưa? Đấy đó, nếu mà bình thường ngồi đứng lên này, ngồi xuống là nó trụng hết lại đúng không, nhưng mà đây là nó đã tách ra một tí đó. Vẫn ổn, bay ơn nhá đó.
Rồi. Vậy là càng ngày xuống, nếu mà xuống nó ở 100% này, nó ở màu xanh này thì nó là tốt nhất. Còn nếu mà nó đã xuống màu vàng thì nó sẽ giảm, nó sẽ tăng độ co của tâm lên, giảm đam một tí và gọi là giảm thời gian nạp đạn đi một tí. Và khi nó đã xuống đến đỏ rồi thì cái đấy là càng trầm trọng hơn, tâm nó sẽ to vãi cả lìn, thời gian nạp đạn sẽ lâu hơn và đam sẽ giảm cực kỳ nhiều. Và nếu mà đến lúc mà nó còn 1% thì mình nghĩ là chắc là định mạng. Bắn con kinh nịt. Ok, rồi, đấy các bạn thấy không?